chào quý chị. Phim trước mắt các bạn ấy là cái cổng chào thiên đường Bảo Sơn nhá. Đấy, rất là đẹp, nhiều căn ở đây rất là đẹp anh em ạ. Mà 2-3 tháng trước thôi, 5 tháng trước là giá rất là cao. Nếu mà so với năm 2021, tháng 9, tháng 10 năm 2021 thì những cái vị trí ở khu này, mặt tiền này nó giá nó có dao động khoảng tầm là 15-20 tỷ một căn, nó khoảng tầm 120 m². Thế thì thời điểm này đại đa số những nhà đầu tư bán cắt lỗ anh em ạ, bán bất chấp vì là lãi suất ngân hàng tăng cao. Đấy, các bạn nhìn thấy đây là giáp Vinhome Smart City luôn. Đây là Vinhome Smart City anh em nhé. Bên tay trái đường tôi đang đi là đại lộ Thăng Long. Đây Vinhome Smart City, thế rất là nhiều nhà, rất là nhiều người bán cắt lỗ bởi vì là vay lãi ngân hàng mà sau đó rồi bây giờ phải bán tháo đi. Thì quý anh chị nào mà quan tâm đến những cái căn hộ Vinhome Smart City trước đây nó khoảng 3,5 tỷ căn 3 ngủ đấy, thì 75 m², thì bây giờ nó khoảng tầm hơn 2 tỷ mấy thôi đấy, thì quý anh chị nào mà quan tâm đến Vinhome Smart City hoặc là Vinhome Ocean Park có thể vui lòng comment bên dưới nhé, tôi có thể hỗ trợ quý chị. Đây là dự án Vinhome Smart City thì nó cũng rất là gần đường ở đây. Thì đại đa số khi mà lãi ngân hàng tăng lãi suất đúng không ạ, những người nào mà vay nhiều mua bất động sản ấy thì bây giờ là rất là hoang mang, rất là sợ thời gian tới là khủng hoảng kinh tế mà. Vì vậy mà rất là sợ là sẽ phải đi đâu về đâu nên họ cắt lỗ, họ bán đi bằng được. Vì vậy mà quý anh chị nào mà bây giờ đang cầm tiền mặt ấy, thì vui lòng comment bên dưới để tôi có thể hỗ trợ quý anh chị nhé. Và lúc này là có thể là lúc mà chúng ta có thể bắt đáy bất động sản. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại và rất mong được kết nối với tất cả quý anh chị. Quý anh chị nào có nhà muốn bán hoặc là muốn gửi thông tin thì hãy comment bên dưới và gửi thông tin cho tôi nhé. Tôi có thể kết nối cho quý anh chị với người mua và người bán, đúng không ạ? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.